Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, BA Index năm 2021, Đà Nẵng trở lại ấn tượng trong top 5 địa phương dẫn đầu, xếp thứ 3 trên 63 địa phương cấp tỉnh. Kết quả này phản ánh nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trong năm 2022, các mô hình nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tiếp tục được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính công. Để người dân kịp thời nắm thông tin về hoạt động cải cách hành chính, đến nay, hầu hết các phường trên địa bàn thành phố đều đã đăng tải bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường trên trang thông tin điện tử địa phương, đồng thời thiết kế chương mục hồ sơ một cửa đăng tải công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa, hướng dẫn hỗ trợ công dân giao dịch thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử, dịch vụ chuyển trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích. Trong bối cảnh chuyển đổi số, mỗi cán bộ công chức xác định rõ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính là bước đi tất yếu. Thì hiện nay thì thành phố đang đẩy mạnh hồ sơ cải cách hành chính theo cái cấp độ 3, cấp độ 4. Người dân đến thì những cái hồ sơ mà giải quyết trong ngày hay là giải quyết trong vòng 24 tiếng thì có thể mình linh động mình giải quyết ngay cho người dân và chờ lấy kết quả luôn trong ngày, trong lúc đó luôn. Tăng cường ứng dụng tiện ích từ các nền tảng xã hội, thời gian gần đây, một số phường đã ra mắt trang thông tin chính thức chính quyền điện tử trên nền tảng Zalo. Với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng truy cập vào trang Zalo này để tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Thời đại công nghệ thông tin phát triển thì các app được sinh ra để phục vụ các thủ tục hành chính được nhanh hơn. Thì mình thấy mấy cái app này phục vụ mình đăng ký trước, đến không cần lấy số gì hết. Trang Zalo chính quyền điện tử phường Thái Đông. Trang này cũng song song hành với cái trang của cổng thông tin chính quyền thành phố Đà Nẵng thì giúp cho nhân dân cũng như là các cơ quan doanh nghiệp thì có thêm một cái kênh nữa để tham gia vào cái việc giải quyết thủ tục hành chính cũng như là nắm bắt thông tin, cũng trao đổi truyền thông cũng như là nhiều vấn đề liên quan đến cái việc mà đời sống chính sách pháp luật cũng như các phong trào của địa phương đó dân để nhân dân nắm. Để tạo điều kiện cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính vào cuối tuần, nhiều phường trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai mô hình ngày thứ bảy tình nguyện. Với sự hỗ trợ của các bạn đoàn viên thanh niên, người dân đến giao dịch ngoài giờ hành chính sẽ được thực hiện đăng ký tài khoản công dân điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đánh giá chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công. Là một đoàn viên thanh niên thì tôi luôn hỗ trợ các bà con ở địa phương bằng cách là tuyên truyền và hướng dẫn bà con sử dụng như thế nào một cách hợp đúng nhất và dễ hiểu. Với công nghệ hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thôi thì có thể vào được các trang web của phường thì có thể hỗ trợ các cô chú nhanh hơn. Qua đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính, đến nay, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được duy trì hiệu quả tại 100% phường xã, 100% quận huyện. Các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác cải cách hành chính trong cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, bảo trợ xã hội, người có công, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao, quản lý quy hoạch.